Thưa quý vị, dù hôm nay là ngày giỗ tổ nhưng mà lướt qua các trang báo thì vẫn có rất là nhiều thông tin thời sự nổi bật được đăng tải, thưa quý vị. Cập nhật từ báo Tuổi Trẻ, thông tin đáng chú ý nhất là việc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi nhằm sửa đổi những tồn tại hạn chế của luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Và một trong những nội dung đáng được quan tâm nhất trong nội dung này đó chính là rút ngắn thời gian tối thiểu được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống thời gian ngắn hơn là 15 năm hoặc 10 năm. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, lý do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi luật bảo hiểm xã hội hiện hành là do chính sách hưu trí được thiết kế còn nặng nề về nguyên tắc đóng hưởng, nhưng thiếu chú ý đến nguyên tắc chia sẻ giữa người có mức lương cao và mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa các nhóm lao động. Ngoài ra, thì quy định điều kiện về thời gian tối thiểu được hưởng lương hưu quá chặt chẽ, dẫn đến số người đang tham gia rời bỏ hệ thống bảo hiểm xã hội trước tuổi nghỉ hưu là khá lớn. Chưa kể, hiện có đến 2/3 lao động thuộc khu vực phi chính thức, lao động tự do chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Và việc không tham gia bảo hiểm xã hội khi họ về già không có lương hưu sẽ là gánh nặng cho an sinh xã hội. Trước phương án tăng học phí ở một số trường đại học được báo chí phản ánh thời gian qua, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa gửi công văn đề nghị các bộ ngành địa phương, cơ sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các trường phải giữ nguyên học phí năm học tới như năm nay. Liên quan đến nội dung này, chúng ta cùng tìm hiểu trên báo Thanh Niên. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương thời gian vừa qua, Bộ đã lấy ý kiến các bộ ngành các địa phương về dự thảo nghị định và báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên học phí của năm 2021-2022. Từ năm học 2022-2023, mức học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế để từng bước thực hiện lộ trình. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí. Sau khi Chính phủ duyệt ban hành nghị định thay thế nghị định 86, các bộ ngành, địa phương, cơ sở giáo dục cần ra soát thực hiện theo đúng nghị định mới được ban hành. Thưa quý vị, bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa. Người mắc chủ yếu là trẻ nhỏ. Và từ đầu năm 2021 đến nay thì số trẻ mắc tay chân miệng trong cả nước đã tăng đến 400%. Một số trường hợp biến chứng nặng dẫn đến tử vong. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng thì các chuyên gia y tế lo ngại các biến chứng của bệnh để lại di chứng nặng cho trẻ. Phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 18.000 trường hợp mắc tay chân miệng. Trong đó có 4 trường hợp tử vong tại Kiên Giang, An Giang và Long An. So với cùng kỳ năm 2020 thì số ca mắc tăng 4 lần, gia tăng chủ yếu ở khu vực miền Nam. Trước nguy cơ bệnh tay chân miệng sẽ diễn biến phức tạp hơn, các bác sĩ cảnh báo khi trẻ có biểu hiện sốt kèm theo phát ban lòng bàn tay, chân, mông, ngực, miệng thì cần cho trẻ đi khám. Còn Bộ Y tế đã có công văn khẩn khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng. Thêm một thông tin y tế được báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải liên quan đến việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Kiên Giang của đội phản ứng nhanh của bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay khi đến Kiên Giang vào ngày 19 tháng 4, 13 bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh để hỗ trợ điều chỉnh đề án bệnh viện dã chiến. Các bác sĩ đã đóng góp nhiều ý kiến về việc xây dựng bệnh viện dã chiến và phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Kiên Giang là địa phương giáp ranh với Campuchia, địa phương đang có số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục những ngày gần đây. Do đó, tỉnh Kiên Giang đang sẵn sàng các phương án phòng chống dịch như kiểm soát tình trạng nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua các đường mòn, lối mở và xây dựng bệnh viện dã chiến. Dự kiến quy mô bệnh viện dã chiến của thành phố Hà Tiên sẽ được nâng từ 200 giường lên 300 đến 500 giường.